Bác chào mừng các bác, em đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Thì hôm nay thì đi khá là nhiều đơn hàng JB Pro Sao V63 mẫu vang cơ lai số này đang được bên em khuyến mại với mức giá chỉ còn 1.650.000 đồng. Và tiện đây thì em cũng làm một video để test gửi đi cho một số bác khách hàng đã đặt hàng với sản phẩm vang cơ lai số chính hãng đến từ JB Pro Sao các nhé. Em xin gửi tới cho bác Tuấn đến từ Thanh Hóa với mẫu sản phẩm vang cơ lai số JB Pro Sao V63. Hình thức thì sẽ là mặt phay nhôm màu đen, màu này khá là dễ phối đồ cho bác. Cũng như anh em khách hàng có thể là phối ghép với trang thiết bị âm thanh đồng màu. Và hơn nữa thì dòng sản phẩm chính hãng, nếu như anh Tuấn có xem được video này khi về và bác muốn kiểm tra hàng chính hãng thì có thể quét luôn trực tiếp qua mã QR đây. Đấy, và chế độ bảo hành của hãng là 1 năm các bác nhé. Anh em nhận hàng chúng ta được phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Với JB Pro Sao V63 là phiên bản vang cơ lai số nên là có rất nhiều tính năng cho các bác và em chơi hay trải nghiệm phá gia đình. Em cũng giới thiệu thông qua một số tính năng để cho bác có thể biết, cũng như là sau này bác có thể căn chỉnh sao phù hợp với những cặp loa rồi những trang thiết bị khác phòng hát của bác. Cái dòng sản phẩm JB Pro Sao V63 thì đầu tiên thì sẽ có mặt màn hình điện tử này, nó hiển thị đầy đủ các thông số rồi, từ nhạc, mic, effect cho đến FBX, delay, repeat hay reverb. Và ở phần bên trên này, đây là cái phần lấy tín hiệu các bác nhé, ở đây đang lấy tín hiệu là AUX1. Các bác có thể chuyển qua nút modem ở đây, chúng ta có thể chuyển sang lấy AUX2. Lấy đường Bluetooth hoặc là lấy đường cổng cắm USB, hoặc là các bác lấy đường OPT cổng quang để cấp nhạc từ TV này, máy tính hoặc điện thoại di động cấp xuống để chúng ta lấy nhạc và hát karaoke gia đình này. Chúng ta nghe nhạc trải nghiệm với JB Pro Sao V63 cũng cực kỳ hay, bởi vì cái dòng này có đầy đủ các giải bass mic chép để chúng ta căn chỉnh rồi. Jin giới thiệu cho anh em một số tính năng cơ bản của cái con JB Pro Sao V63 vang cơ lai số này. Cái giải effect ở đây tức là cái phần tính năng echo vang nhại, bao gồm delay, repeat, có reverb và reverb echo chỉnh riêng. Và tính năng reverb này, đây là tính năng reverb thật để các bác có thể căn chỉnh được, và tiếng nó rất là nhỉnh khi bác về mà căn chỉnh cái tiếng reverb. Có exciter lưng tiếng các nhá. Đấy. Ngoài ra thì FB chống ú này, FB chống ú ở JB Pro Sao thì V63 thì thôi không phải gì, không có gì phải bàn cãi nữa rồi. Bởi vì em đã test rất là chi tiết cái FB chống ú, đã test rất gần loa rồi và không có hiện tượng rú rít, nên là anh em chơi gia đình thoải mái luôn, cũng không phải lo gì về cái chất lượng chống ú nữa. Và hơn nữa thì ba phím volume này các bác lưu ý giúp em. Đấy, chúng ta luôn luôn phải vặn âm lượng lên thì chúng ta mới test được nhạc. Bao gồm âm lượng tổng effect, cái này thì nó sẽ bao gồm cả echo và cả reverb. Đó, âm lượng tổng mic và âm lượng tổng nhạc đây. JB Pro Sao V63 thì các bác có thể ghép đối với cục đẩy này, ghép đối với âm ly này, hoặc là ghép đối với trang thiết bị khác như là lưng tiếng, lọc xì. Đấy, chúng ta có trang thiết bị nào chúng ta ghép thoải mái, có đường dây ca lông ở mặt sau cho bác. Ok, thì tiện đây em test luôn tiếng chất mic cũng như là tiếng echo hay reverb của dòng vang cơ lai số JB Pro Sao cho bác Tuấn cũng như anh em khách hàng đang quan tâm đến cái dòng sản phẩm vang cơ lai số mới này. Các bác hãy sử dụng tai nghe để chúng ta trải nghiệm âm thanh nhé. Tiện để em test lại một lần nữa về cái chức năng FB chống ú. Ở đây em để khá là gần loa, bác nhìn nhận rất là gần loa rồi, em test luôn, em cũng alo thử luôn. Nếu có hiện tượng rú rít thì là cái dòng này thì chống ú nó không tốt. Còn nếu như mà em test loa mà không có hiện tượng rú rít thì anh em biết rồi. 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10. Ok, các bác đã được nghe qua em test thử tiếng chất âm cho bác Tuấn cũng như anh em khách hàng đang quan tâm đến cái dòng sản phẩm ở JB Pro Sao bên em. Thì các bác thấy rằng là tiếng echo sao rất mềm mượt đúng không ạ? Ngoài ra thì FB chống ú thì em test luôn rồi. Alo ở rất gần loa như này mà không có hiện tượng rú rít thì anh em cứ chơi thoải mái, không hát đình ghép đối với trang thiết bị âm thanh, đặc biệt là thay thế âm ly ạ. Đấy, tiếng chất lượng echo không hay, không mượt nữa, anh em thay thế ngay bằng vang cơ lai số JB Pro Sao V63 này. Cái dòng này thì thực chất là tiếng rất là thanh, rất dễ hát qua. Đấy, anh em mà chỉnh như bác Tuấn ở đây thì cũng mong muốn là chỉnh cái phần echo nó nhiều hơn, hát nó dễ hơn. Thì bên em đã setup cũng như là cài đặt trước về cái tính năng echo rồi. Nên là về bác, nếu như bác muốn hát thêm một chút reverb nữa để tô thêm cái giọng, chất giọng ấy, thì chúng ta thì cần căn chỉnh cái phím reverb sang bên tay trái này thôi. Đấy, để chúng ta thêm một chút reverb vào hát làm sao cho nó lộ được cái tiếng giọng thật của bác lên. Còn là cái tiếng echo thì đa phần anh em sẽ rất thích hát, bởi vì cái tiếng echo sẽ giúp đỡ bác về em hát dễ dàng hơn, hát cao kỳ dễ dàng và hay hơn, nhỉnh hơn cho việc chúng ta sử dụng riêng tính năng reverb. Và cái dòng sản phẩm này thì em báo giá lại cho bác và anh em một lần nữa với mức giá chỉ có 1.650.000 đồng thôi, và là hàng chính hãng
dòng vang cơ lai số được khá là nhiều bác về em quan tâm ở thời điểm hiện tại. Em nghĩ là các bác về em có khả năng chúng ta mua được cái dòng vang này thì chúng ta về ghép nối với trang thiết bị âm thanh, đặc biệt là thay thế đi âm ni đã cũ và không căn chỉnh được echo nữa, thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất, đó là nâng cấp bằng cách chúng ta sắm thêm vang cơ lai số JB Bolosao V63 về. Đấy, với mức giá rất là tốt các bạn, 1.650.000 đồng, em nghĩ đây là mức giá tốt nhất của cái dòng vang cơ lai số chính hãng như em JB Bolosao ở đây. Và chế độ bảo hành thì sẽ là 1 năm các bạn. Anh em nhận hàng bên cửa hàng nhà em ấy, các bác được phép kiểm tra hàng, chúng ta được phép test hàng và thanh toán sau với dòng sản phẩm JB Bolosao. Và có vấn đề gì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em để nhận được tư vấn cũng được hưởng mức giá ưu đãi nhất của bộ sản phẩm vang cơ lai số JB Bolosao V63 các bác nhé. Video của em xin dừng lại ở đây, hẹn gặp lại tất cả bác và anh em ở những video tiếp theo của Cục Audio. Xin chào.